Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế. Thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Xuống đúng không? Anh nhìn ngay chính giữa cái mô nang đó là mô nang chỉ ra như là đó, nó đậu đó, nó nhít đó, đó. Chưa? Mình thằng vô thôi. Gớt không? Chích ngực ta không đít, chích ngực sợ nó bay á, chích không đít tới đây. Nè, sáng đi đi ông chích này. Chích vừa chích hết ông dễ cắn rồi anh em. Thú thật nè. Rồi ba con luôn. Tí nữa hả? À. Hai con bự. Nè. Đó đi luôn à. Của ổ. Chết hai vít luôn là ông lưng. Ừ, nó vô nó bầu vậy. Bạc bạc bạc. Xùi. Nó chích cái đầu. Vớt chồng. Hát cù nóng lạnh luôn trời. Sao không nào, không nào. Cù quá trời cù luôn. Bay trời. Rớt. Tôi hút sốc chằn nha anh em. Mày tới mày lui để làm khám nghiệm nó coi. Gì vậy trời? Trời ơi, con này mập nghe anh. Đúng không? Ơi, con phiếu luôn nè. Heo. Thôi trời vô, hai con liền vậy, vô gặp hai con liền. Bế bài. Đúng dạng luôn. Tiếp anh em ơi. Có gì quay tiếp cho anh em xem tiếp ha. Lại đây. Hai con thấy một con rồi, còn một con nó bay lại liền. Cái con kia nó bay phải không? Mắng đổ anh em. Đẻ lông. Má chậm quá kêu rồi. Chậm quá. Rớt con lông rồi.
Còn luôn à, con này nó bự ông nội ơi, cái lưng nó chà bá luôn. Rồi xong, quá hay anh em. Con này heo chắc luôn, heo thấy quá chà cái lưng mà. Ủa anh ba báo rồi trời. Heo. Heo. Nhìn là biết. Heo luôn. Dừa hả? Giống quá. Dừa. Nhưng mà nó mò đúng không? Ừ. Trời ơi. Đủ đã không rồi. Trời ơi. Trời ơi, đứng đằng kia mà nghe cái bung luôn cha. Quất một cái là làm như xuyên tim gì, lật ngang luôn. Ừ. Rồi anh ba báo đâu tiêu rồi. Rồi tiếp thôi. Quá cậu người chúng mình chạy hết rồi. Hai chúng chạy chân trời. Thank you.
từ từ còn con ấy nữa, con đen ngày đầu em rất bông con anh em ơi, còn đen qua nữa, đen qua nữa còn bông còn cái gì đem kính cậy vậy. Kiếm cây vớt để hỏi trôi mất nè. Rồi. Kiếm cây. Lưng ơi phụ anh này lưng. Sao lưng? Cho đâu rồi? Ủa? Rồi. Cái không tới. Anh lên. À, xác bên tôi luôn ha. Mới mọc đầu ra nguyên. Bay vào trong rồi. Có cây chắp không? Rồi, vớt anh. Cuối cùng vớt được rồi nè. Khá ghê. Con heo không? Con này em thấy nó bị nặng nha anh. Cái lưng gì cộng mà. Không. Mạnh lắm. Trời ơi nữa rồi. Em ơi. Tiếp em ơi. Hai con ăn được con. Lưng nước dây, lưng cột thun nãy giờ mình với Long gắn lụm nè. Kẹp nè. Mới bài đi con. Tại con gõ kiến rồi nè. Gõ kiến nó la nó bay. Ừ, gõ kiến nó la cái nó bay. Ừ, hai ba con à. Bay chừng một con phướng tưởng tôm hú nè. Phướng mà tưởng tôm hú anh em. Xong phim. Bông lộn luôn. Tiếp tục. Sao núp vô đứng ngáo ngáo đó nè, nó đâu có lại. Núp vô. Gớt nè. Gớt cái báo nè. Vô ngồi luôn. Quá trời đồ hú nè. Trên đầu em kìa. Trời ơi. Rồi xong. Trời ơi. À hay duyên trời.
Mẹ tịch gì vậy? Hình 5 giây. Còn con bông nào? Bông là tịch gì vậy, vẫn nổ ngang luôn. Tôi muốn bay vòng vòng vậy mà không chịu nấp đứng ngoài. Bài quá. Tôi muốn bay gì đó mà. Nhà Sigo kìa, quay dây vô. Ừ, mà đẹp. Con này 10 ông nuôi chắc rồi. Trời ơi. Trời ơi, một cục luôn ông nội ơi. Một chút nha, anh đi đường nhựa là anh Túc mà có nữa đó ba. Rồi, tiếp tục đi em ơi. Rồi anh em, chiều về. Hôm nay đột nhập ở Sóc Trăng làm mới anh em. Thì nay đi kia ở cái cột, nhưng mà sương sương vẫn dài phát. Lâm dài phát, lưng anh ba. Thì Sóc Trăng thì quê hương của bạn Tính với bạn Trung mà là có dẫn. Thì 2, 4, 6, 7 tô hú nè. Nhưng mới cục. Đấy, thì anh em có mua thông Pina thì nhớ hiện hệ số hội màn hình. Rồi giờ mình anh em mình chia tay về. Lưng thì cũng về bên U Minh anh em ơi. Rồi tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em ở clip sau nha.